Xót xa chia sẻ của gia đình Lương Hải Như, đủ 49 ngày con gái mất tích sẽ lập bàn thờ cúng vọng cho con. Hơn một tháng trôi qua, gia đình vẫn chưa có thêm tung tích gì của Lương Hải Như, thiếu nữ mất tích bí ẩn từ đêm ngày 14 tháng 7. Bố mẹ của Hải Như đều đã kiệt quệ vì ngày đêm đi tìm con. Bố tôi vừa khỏi ốm đã vội vàng đi tìm em tôi. Mẹ tôi sức khỏe vốn yếu, dòng dã hỗ trợ đi tìm kiếm hay cũng đổ bệnh nằm ở nhà ngóng tin em tôi. Từ lúc Hải Như mất tích, không khí gia đình buồn bã, ảm đạm, ai cũng mong sớm đưa được em về nhà. Quỳnh Như, chị gái song sinh với Hải Như, chia sẻ. Trong những nỗ lực tìm kiếm Hải Như, gia đình của thiếu nữ này đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là con gái đã không còn nữa. Nói đến đây, Quỳnh Như không kìm được nước mắt. Hôm qua bố tôi nói hay là kiếm một tấm ảnh của Hải Như để lập bàn thờ. Câu nói ấy khiến tôi đau xót. Dù vậy gia đình vẫn động viên nhau, dù xác định em tôi lành ít dữ nhiều. Tôi dự định đủ 49 ngày từ ngày em tôi mất tích sẽ lập bàn thờ cúng vọng, để em một mình như vậy tội nghiệp lắm. Hiện tại, ngoài khu vực Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gia đình mở rộng tìm kiếm ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đây đều là những địa điểm cuối cùng định vị trên điện thoại của Hải Như trước khi mất tích. Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 16 tháng 8, một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền đã tìm thấy một phần thi thể của Hải Như đang đợi pháp y vào cuộc. Tuy nhiên, thông tin này được cơ quan chức năng và người nhà Hải Như xác nhận là không đúng sự thật. Hiện tại, công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp diễn. Gia đình vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào tìm thấy Hải Như. Quỳnh Như cho hay, Lương Hải Như sinh năm 99, trú ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hải Như là con thứ hai trong gia đình của bốn chị em. Khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hải Như rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Trước khi đi, Hải Như có nói với người thân là đi giải quyết công việc và sẽ quay về. Đến khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2022 thì gia đình không liên lạc được với Hải Như. Khoảng thời gian từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 cùng ngày, Quỳnh Như, chị gái song sinh với Hải Như dò theo định vị trên điện thoại báo em gái đang ở khu vực xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đến sáng 26 tháng 7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của Hải Như ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, Cầu Giấy, Hà Nội. Người thông báo là T, bạn trai cũ của Hải Như. Trưa mùng 2 tháng 8, trong quá trình tìm kiếm ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, gia đình Quỳnh Như phát hiện một chiếc dép của Hải Như mặc ở thời điểm rời nhà. Khu vực xã Cù Sơn cũng là địa điểm cuối cùng gia đình định vị được thời điểm mất liên lạc với Hải Như. Trưa mùng 6 tháng 8, gia đình tiếp tục phát hiện chiếc túi sách của Hải Như ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 5 đến 600 mét.